Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, kính mời quý vị cùng theo dõi. Hôm ngày 4 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng một đoạn video về quá trình tiếp nhận F-16 của không quân Ukraine trên Facebook của mình. Xác nhận, Ukraine đã làm được điều đó. Điều đáng chú ý là đoạn video do ông Zelensky công bố đã tiết lộ hình dáng của các chiến đấu cơ F-16 đầu tiên với các vũ khí được trang bị, mũ bảo hiểm ngắm bán mới và là một giá treo vũ khí hiếm thấy, rất bí ẩn. Ngoài ra máy bay còn thực hiện các màn trình diễn cất cánh và hạ cánh, bay đội hình hai máy bay. Ông Zelensky nói, cảm ơn tất cả các đội ngũ và đối tác đã hỗ trợ chúng ta. Máy bay chiến đấu F-16 đã có mặt ở Ukraine. Chúng ta đã làm được. Từ những hình ảnh do ông Zelensky công bố, người ta có thể thấy rõ lớp sơn bên ngoài của lô F-16 này cũng như các chi tiết từ nhiều góc độ. Trước hết, về hình thức bên ngoài, các máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine tạm thời duy trì lớp sơn xám, hai màu tiêu chuẩn của NATO. Ngoài biểu tượng quân hiệu và quốc huy cơ bản của Ukraine, các hoa văn và các dấu hiệu rõ ràng khác với các máy bay quân sự khác của Ukraine được sơn ngụy trang kiểu digital của Liên Xô trước đây. Vòng chụp radar trên mũi máy bay F-16 của Ukraine vẫn có màu xám đen, không có cabin dù giảm tốc nhô ra ở phía sau dưới đuôi thẳng đứng. Dựa trên nghiên cứu và nhận định của trang bị của các nước mới đồng ý cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine, các chuyên gia phán đoán lô tiêm kích F-16 đầu tiên này của Ukraine là mẫu F-16AM của Đan Mạch. Điều thú vị là hình ảnh do ông Zelensky công bố cho thấy phi công Ukraine dường như đang đội những chiếc mũ bảo hiểm ngắm bắn kiểu mới. Những chiếc mũ bảo hiểm này có thể chiếu nhiều thông tin chuyến bay lên kính chắn và có liên kết với hệ thống quan sát của máy bay và các hệ thống khác. Về ngoại hình, loại mũ bảo hiểm này có phần nhô ra đáng kể trên trán của phi công. Mặc dù thiết bị này dường như đã được trang bị ở Ukraine, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ những chiếc mũ bảo hiểm ngắm mục tiêu tiên tiến này được tích hợp hệ thống với các mẫu máy bay chiến đấu F-16A đời đầu trước đó hay được cải tiến thêm. Ngoài ra, tại lễ tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine, người ta cũng thấy những chiến đấu cơ này được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau. Một số đoạn trong video đặc biệt có cảnh quay cất cảnh, các giá treo dưới cánh, trong đó có hai đầu cánh có thể nhận dạng được tên lửa AIM-120, loại đạn huấn luyện vòng xanh, đạn thật AIM-9L vòng vàng ở phía ngoài cánh, hai thùng nhiên liệu phụ khổng lồ và một giá treo vũ khí chưa được biết tới. Trong số đó, tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9L Sidewinder là tên lửa tiên tiến nhất trong dòng Sidewinder, chỉ đứng sau AIM-9X. Việc lắp đạn thật lên máy bay cũng cho thấy không quân Ukraine sẽ sử dụng loại vũ khí này để đối phó với không quân Nga. Ngoài ra, giá treo vũ khí bí ẩn nói ở trên hầu như chưa từng xuất hiện trong lực lượng không quân NATO. Đánh giá chỉ từ hình dáng bề ngoài của nó, phần phía trước của giá có thể được sử dụng đặc biệt để gắn các loại vũ khí tấn công mặt đất như bom dẫn đường tầm xa, tên lửa hành trình tấn công từ xa. Do Ukraine phải đối mặt với vấn đề sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong xung đột, nên loại giá treo tổng hợp ma thuật này đã trở thành công cụ chuyển đổi hệ thống tốt nhất cho các loại vũ khí ở mặt trận, đồng thời cũng thúc đẩy tạo ra rất nhiều trang bị mới chưa từng thấy trước đây. Tuy nhiên, điều khác thường ở giá treo này là ngoài hình dáng vuông vức và phẳng, giá treo còn có cửa sổ hình tròn trông giống như các thấu kính cảm biến ở hai mặt phía trước và mặt sau, cũng như các cabin điện tử nhô ra phía trước và phía sau hướng ra ngoài ở cả hai bên. Điều này hiếm khi nhìn thấy trong các giá treo vũ khí thông thường. Người ta suy đoán rằng đó có thể là một giá treo một loại cảm biến nào đó kết hợp với vũ khí. Đương nhiên không thể loại trừ máy bay chiến đấu F-16A có thể đạt được một góc nhìn mới thông qua ống kính của thiết bị treo bên ngoài này liên kết với chiếc mũ phi công kiểu mới. Phần lớn hai chiếc F-16 bao gồm cả cánh vẫn được phủ lưới ngụy trang. Tuy nhiên video cũng cho thấy những chiếc máy bay chiến đấu này trông như thế nào khi chúng không được phủ lưới ngụy trang, kể cả khi đáp trên mặt đất, lăn bánh và cất cánh. Từ đặc điểm của F-16 trong video, một chiếc có đèn rọi ở phía bên trái mũi. Trong số 4 quốc gia đã cam kết viện trợ F-16 cho Ukraine, tất cả F-16A của không quân Đan Mạch và không quân Na Uy đều là mẫu máy bay một chỗ ngồi có tính năng này. Mục đích chính của đèn này là chiếu sáng để nhận dạng trực quan trong các cuộc đánh chặn phòng không ban đêm. Phần gốc đuôi thẳng đứng có cấu hình đế ngắn, không có dù giảm tốc khi hạ cánh nên có thể nhận diện mẫu này là F-16AM do Đan Mạch cung cấp. Ngoài ra, chiếc còn lại tại hiện trường là chiếc F-16A, một chỗ ngồi không có đèn rọi bên trái. Vì nó cũng không có cabin chứa dù giảm tốc, nên đây có thể là lô F-16A đầu tiên của Hà Lan. Tuy nhiên, xét từ những bức ảnh chuyến bay của những chiếc F-16 của không quân Ukraine được lan truyền trên mạng, ít nhất hai chiếc trong số đó vẫn có thể xác định là máy bay mang đặc điểm của Đan Mạch. Vì vậy, vẫn có thể phán đoán phần lớn chúng thuộc lô máy bay đầu tiên do Đan Mạch cung cấp. Một đặc điểm khác của F-16 được trình diễn lần này là hệ thống treo tích hợp PIDS hay hệ thống treo tác chiến điện tử toàn diện. Hệ thống này do công ty Thema của Đan Mạch sản xuất được lắp đặt dưới cánh như một giá treo đạn dược. Nó được trang bị nhiều cảm biến vô tuyến, quang học để cung cấp cảnh báo tiếp cận tên lửa đa hướng, có thể mang lại khả năng sống sót bổ sung quan trọng cho F-16, đồng thời bao gồm thiết bị phóng đạn mồi bẫy, đạn gây nhiễu tùy chọn và thiết bị tự vệ điện tử tích hợp bên trong.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hai tên lửa được trang bị trên F-16 của không quân Ukraine lần này là tên lửa không đối không hồng ngoại AIM-9M Sidewinder cũ và tên lửa tầm trung dẫn đường bằng radar chủ động AIM-120B. Mặc dù không quân Đan Mạch đã mua tên lửa AIM-9X Sidewinder từ Mỹ vào đầu năm 2004 và mua AIM-9X Block 2 trong những năm tiếp theo cũng đã được sử dụng trên F-16. Năm 2018 và đầu năm nay, Đan Mạch đã mua thêm hai loại tên lửa tầm trung tiên tiến là AIM-120C7 và AIM-120C8. Những tên lửa này rõ ràng là Đan Mạch chuẩn bị cho phi đội F-35. Nhìn chung, dù Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đáng mơ ước, nhưng có lẽ trong tương lai nước này vẫn sẽ phải sử dụng vũ khí cũ trong thời gian dài, trong đó phải dựa vào AIM-120B, loại tên lửa được chính thức là cho có tầm bắn chỉ 80 km, rất khó có thể đương đầu có hiệu quả ngay lập tức với các máy bay chiến đấu Nga trong các cuộc đọ sức giành quyền kiểm soát trên không. Ngày 5 tháng 8, báo Ukrainska Pravda của Ukraine đăng thông tin. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK lưu ý rằng để sử dụng các tiêm kích F-16 đã được đưa đến Ukraine, các lực lượng phòng thủ Ukraine cần tập trung đánh bại lực lượng phòng không của Nga ở hậu phương Nga và trên các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga kiểm soát bằng cách dùng vũ khí tầm xa của phương Tây. Theo đánh giá của ISVK, Ukraine sẽ cần số lượng đáng kể tiêm kích F-16 để triển khai chúng ở quy mô cần thiết nhằm tích hợp loại máy bay này và chiếc ô phòng không lớn hơn của mình. ISVK nhận định, Ukraine cũng cần tiếp tục nỗ lực tấn công vào các vũ khí phòng không của Nga ở hậu phương Nga và ở những vùng Ukraine bị Nga kiểm soát bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để có thể sử dụng tiêm kích F-16. Theo hãng tin Reuters, thời gian qua, Nga đã tấn công vào các căn cứ được cho là nơi dùng để chứa những tiêm kích F-16 này. Hôm 1 tháng 8, Điện Kremlin cảnh báo bất kỳ chiếc F-16 nào được chuyển cho Ukraine đều sẽ bị bắn hạ. Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksiy Nezupapa chỉ ra việc Ukraine tiếp nhận F-16 sẽ thách thức sự thống trị hoàn toàn của Nga trên bầu trời ở Biển Đen. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý ngay lúc này, tình trạng thiếu phi công được đào tạo bài bản và số máy bay F-16 được bàn giao hạn chế sẽ tạo ra ít tác động lớn trên chiến trường. Ngày 6 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mở một cuộc tấn công bằng xe bọc thép vào khu vực Kerch phía nam nước này. Cụ thể, vào chiều cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã điều động quân dự bị và các đơn vị không quân vào khu vực Kerch phía tây nam nước này khi lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ, khiến hơn chục người bị thương vong. Theo quân đội Nga, lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công với sự tham gia của 300 binh lính, 11 xe tăng và hơn 20 xe chiến đấu bọc thép vào lúc 8 giờ sáng mùng 6 tháng 8 theo giờ địa phương. Theo đó, phía Ukraine tập trung tấn công vào các làng Nikolaevo Darino và Olesnia nằm ngay trên biên giới với vùng Sumy, đông bắc Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng bảo vệ biên giới cùng với các đơn vị quân đội của lực lượng biên phòng FSB đã đẩy lùi các cuộc tấn công và gây thiệt hại cho đối phương. Quyền thống đốc vùng Kerch Alexei Smirnov thông báo 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine trong suốt cả ngày. Trước đó, ông Smirnov cho biết lực lượng biên phòng và binh lính Nga đã ngăn chặn các cuộc xâm nhập vào các quận Sudza và Korenevo của vùng Kerch. Trong một bài đăng trên Telegram, ông Smirnov viết: "Tình hình ở khu vực biên giới vẫn còn căng thẳng, nhưng lực lượng quân đội vẫn đang nỗ lực bảo vệ người dân." Trong khi đó, Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã cáo buộc Nga nói dối về cuộc giao tranh ở vùng Kerch. Người đứng đầu cơ quan Ukraine, ông Andriy Kovalenko khẳng định Nga không kiểm soát biên giới. Những chiến binh vũ trang từ Ukraine đã thực hiện một số cuộc xâm nhập rải rác vào các khu vực biên giới của Nga kể từ năm 2023. Hồi tháng 6 năm nay, Washington chính thức cho phép Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga để bảo vệ thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, tức các khu vực cách biên giới Ukraine khoảng 300 km, và không đồng ý nếu Kiev dùng vũ khí Mỹ tấn công đến thủ đô Moscow hay Điện Kremlin nếu có. Chỉ một số ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine được dùng vũ khí Mỹ để bắn vào lãnh thổ Nga, chính quyền Kiev đã tận dụng cơ hội này tấn công một cơ sở quân sự Nga nằm bên kia biên giới hai nước bằng hệ thống pháo phản lực do Mỹ sản xuất.